nhiều tình tiết gây cấn, ấn tượng và bất ngờ. Quý vị khán giả hãy đón xem Bảy Gà, Di Cá và Quản Lý Hợp Tâm, Thập Tam Muội và tất cả những anh em xã đoàn sẽ xuất hiện trong cái series Thập Tam Muội này như thế nào nhé. Mong rằng Thập Tam Muội ra được các bạn yêu mến và giới thiệu cho người được đón xem. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ đón nhận, sẽ xem, sẽ ủng hộ bộ phim Chị 13 này. Mong quý vị khán giả hãy đón xem Thập Tam Muội diễn ra trong những sắp tới. Cảm ơn rất nhiều. Rất là đã, rất là khí thế, rất là ra chất giang hồ. Cho nên quý vị khán giả hãy nhớ đón xem một cái series mới của Thập Tam Muội của Hoa Hậu Hài Thu Trang nhé. Nhớ đón xem nha. Dự mong là mọi người sẽ đón xem và chia sẻ những sản phẩm của Thu Trang sắp tới. Khi mà mọi người xem thì mọi người sẽ thấy được cái nhân vật này, mọi người sẽ thấy được một cái hình ảnh rất là mới của BB. Và hy vọng là cái hình ảnh này sẽ không làm mọi người bất ngờ quá. Và hy vọng là mọi người sẽ tin là BB đóng được vai giang hồ. Rất là vui để thử thách bản thân mình cũng như là được hợp tác với tất cả các anh chị em đồng nghiệp trong cái phim Thập Tam Muội này. Và hy vọng mọi người sẽ thích phim Thập Tam Muội Chị 13 và thích nhân vật của Diệu Nhiên nha. Cảm ơn mọi người, nhớ đón xem nha. Hy vọng tất cả mọi người sẽ đón xem và ủng hộ phim của chị Thu Trang và cũng như là cái ekip. Xin chào mọi người. Bye 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 bye. Chào anh em. Hiện giờ hình chim Binh Boy đang có mặt tại quận 7 để làm một cái dự án chung với chị Trang. Anh Tiến Lực. Anh Tiến Lực. Thì nhạc phim của dự án này là do hai anh em viết. Thì rất mong anh em và mọi người đón nhận. Mong đây sẽ là một sản phẩm mà để mọi người phải trông đợi và mọi người phải luôn luôn ủng hộ chị Thu Trang cũng như cả ekip đoàn trong ngày qua đã cực lực và có một sản phẩm thật là tốt nhất. Mọi người ơi, hãy chờ đón xem phim Thập Tam Muội của Thu Trang. Chắc chắn rất tuyệt vời. Xin chào mọi người. Hôm nay Tiến Lực và Thu Trang trở lại với series phim Thập Tam Muội. Cái bộ phim này là Lực với Trang Lắp ủ đã cũng khoảng 1 đến 2 năm rồi, mình cứ hứa hoài mình không làm được. Hôm nay thì được mình sắp xếp được một khoảng thời gian rảnh để mình quay cái bộ phim này. Bộ phim này khá là tốn hao rất là nhiều sức lực. Hiện tại bây giờ là 1 giờ sáng và đoàn phim vẫn còn làm, đoàn phim vẫn còn quay. Nói chung được gửi lời cảm ơn tới ekip Ato Phim và tất cả các anh em diễn viên đã cộng tác với lại Trang và Luật. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thật ra thì hôm nay cũng là ngày quay cuối của cái phim Thập Tam Muội rồi. Và bây giờ là cũng giống như anh Luật nói, cũng đã 1 giờ rồi. Thì có lẽ giờ này là mọi người đã mệt mỏi và buồn ngủ rồi. Nhưng không biết tại sao, mọi người thấy không? Anh Vi Cá anh mới chạy ngang qua, anh còn rất là dư năng lượng. Đó nè. Đó anh Vi Cá này anh qua đó, thấy chưa? Anh còn rất là dư năng lượng. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả bạn diễn của Trang, giống như anh Luật hay là Quách Ngọc Tuyên, anh Hoàng Mèo hay là tất cả những người diễn viên trong cái phim này đều rất là thích cái nhân vật của mình. Những cái nhân vật như là Vi Cá, Hoàng Hy Hửng hay cả chị 13 rồi Bảy Gà là những cái nhân vật xuất hiện từ những tập trước, thì bây giờ là tập trung lại trong cái phim này. Thì đây cũng là một cái dự án mà Trang với lại anh Luật muốn làm cũng lâu. Nhưng mà tại vì có nhiều trục trặc và cũng không có thời gian. Nhưng mà bây giờ làm có thời gian rồi cho nên làm. Và hy vọng là khán giả đón nhận cái phim Thập Tam Muội này. Đầu tư rất nhiều rất nhiều, vừa công sức mà vừa tiền bạc nữa. Nói chung là hãy nhớ nha, mọi người nhớ nha, Quách Hồ Tiên nói là không lấy tiền cát xê nha. Tôi giỡn đó nha. Các bạn ơi, hãy đón xem nhiệt tình và giới thiệu cho nhiều người rồi cùng đón xem. Nhớ share và like nhiệt tình. Đặc biệt là subscribe kênh Thu Trang Official nha mọi người. Kênh mới của Thu Trang đó và cái kênh cũ thì Trang không có khai thác nữa. Bây giờ là đang khai thác cái kênh mới thôi. Xin chào. Nhớ ủng hộ nha.